Chúc các bạn chúc các bạn năm mới vui, vui vẻ, vẻ hạnh phúc hạnh và phúc. Đặc biệt hơn đó chính là học thiệt là giỏi nha, và cũng như là đừng quên cái subscribe đăng ký bật chuông thông báo cho mình nha. Ok, nhưng mà quay lại với vấn đề chính thì lỗi bùng đầu tiên ngày hôm nay đó chính là chúng ta cần phải qua si cá sò trước rồi đã, theo anh nè. Let's go. Ok, rồi bay lên ở trên đây nha, bay lên cái trên cái tòa nhà xóa chát quỷ nè, rồi gặp cái ông xóa chát quỷ này và lấy cái trái human vĩnh viễn ra, lưu ý là phải human vĩnh viễn nha. Sau đó thì biến hình và click vô này, sau đó thì xóa chát quỷ đi. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ có được hình dạng human mà không sở hữu bất cứ chát quỷ nào hết, và điều này đồng nghĩa với việc là khi mà đối thủ bật haki quan sát lên sẽ không biết các bạn đang sử dụng chát quỷ nào. Em biết anh đang xài chát nào không Phong? Không, chắc phải human đâu ha. Đúng rồi, chắc chắn không phải chát human nha các bạn. Thì lúc này các bạn vừa sở hữu được sức mạnh và tốc độ của chát human, đồng thời đối thủ còn không biết các bạn xài chát human nữa, thiệt là bá đạo quá đi mất. Coi em nè. Hả? Coi em đen mà còn có ám khí xung quanh đen đen theo nè. Mấy ngày em chưa tắm Phong. Đến với lỗi bom thứ hai thì đây cũng chính là một lỗi bom cần tới trái human. Em biết đây là lỗi bom gì không? Bay xa bằng trái human. Sai. Thì đây chính là một cái lỗi bom khá là bá đạo bằng trái human. Các bạn chỉ cần mua một chiếc thuyền nào đó. Ok, thì các bạn mua cho mình con thuyền Big Hunter nha các bạn. Thuyền đi săn Leviathan. Rồi leo lên đi. Và tiếp theo thì các bạn cần một người bạn sử dụng con thuyền này để lái đi vòng vòng. Còn các bạn thì chui vô cái phía cabin như này nè. Sau đó thì chỉ cần biến hình human lên. Ủa? Sao em ngồi đó rồi? Đổi cái Suna. Ôi bay lên bờ luôn, bay lên bờ. Phúc bay lên bờ đi. Em điều khiển mất công té lắm, cứ em nha. Vậy là cứ để cho nó. Ôi nó bay đâu vậy? Không biết nữa, tự điều hướng anh. Đi chúc Tết. Điều khiển anh. Đi chúc Tết các bạn ơi, mình với Vidac sẽ đi chúc Tết nha. Ôi bay xa chứ vậy? Ôi anh văng xuống thuyền rồi. Rồi luôn, anh ngủ luôn. Ok, đối với lỗ bung thứ ba thì sẵn tiện đang trên thuyền mình sẽ hướng dẫn các bạn một lỗ bung khá là bá đạo bằng chiếc thuyền này. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần lấy trái bottle ra cho mình đó, và bước tiếp theo các bạn sử dụng chữ X và nhảy lên chiếc thuyền rồi. Lúc này thì con thuyền của các bạn sẽ bị dính một cái tính năng gì đó mà nói chung thì mình cũng không biết được. Và đến với bước tiếp theo các bạn chỉ cần chiều dắt vô người ngồi trên thuyền thì cái thuyền nó sẽ ui mới cắm đầu xuống. Ui giỏi mắt luôn. Ui what the hell, mắt hết thang hiền luôn. The hell, ủa sao mắt hết thang hiền? Thì cái lỗ bung này nó sẽ giúp các bạn xóa sổ thuyền ngay lập tức luôn. Chỉ cần xài chiêu dách của chép bao tò vô thôi là sẽ mất cái thuyền luôn. Ok, và đến với lỗ bung tiếp theo, em có bao giờ muốn kéo chiếc thuyền lên bờ lần nào chưa Phúc? Có. Thật ra là mình cũng có khá nhiều lỗ bung kéo thuyền lên bờ đúng không? Ừ. Nhưng mà không sao, thì hôm nay chúng ta đã có thêm một cái lỗ bung mới về cái việc kéo thuyền lên bờ này. Đầu tiên các bạn mua cho mình một chiếc thuyền nha. Chiếc thuyền nào cũng được các bạn, càng bự càng tốt. Rồi anh thử kéo chiếc thuyền nhỏ chứ đã. Đầu tiên á, em đứng lên cái ghế ngồi của chiếc thuyền này nha. Coi nè, coi anh nè. Thấy không? Rồi. Ủa sao thuyền bay luôn vậy, what the fuck? Rồi leo lên thuyền, giữ chiêu C này nè, coi nè, coi nè. Rồi đang nhìn nè. Go! Go! What? Oh my god, view. À, ai xuống anh đem cái thuyền lên bờ luôn cho nè. Em cũng ghiền đem thuyền lên bờ lắm mà chứ gì. Ôi, gì vậy? Sao biến mất rồi? Ôi cái gì vậy? Cái gì nữa? Cái gì là làng hoài hệ quá đúng không? Em không biết chuyện gì mới xảy ra với anh đâu. Đâu? Em ngồi lên cái thuyền của em đi, em ngồi lên cái thuyền của em đi. Rồi. Cái thuyền của em bị gì rồi? Sao? Không có gì đâu nội. Là sao? Em mới ngồi lên bình thường mà. Ôi! Gì vậy? Gì vậy? Vậy là... Vậy là... Ui! Cái gì vậy? What the fuck? Cấm đầu gì đó. Ui! Gọi. Anh đâu rồi? Phúc ơi! Mất mà mà ta hồng này ghê thì cái này em cũng không biết mình làm gì nữa. Chuyện gì xảy ra với Phúc của mình vậy? Cái bung chiêu dách của trái bao tò hồi nãy nè. Ui em đừng đi lại với thiền nha Phúc. Nè em trên thiền mà. Em nè, em đụng vô cái thiền thử coi. Không, em không bị. Em đụng lên phía dưới rồi nè. Đó. Thì mình cũng không biết lý do tại sao mà lại xuất hiện cái lỗi nữa nha. Theo mình nghĩ thì do hồi nãy em sử dụng chiêu dách của trái bao tò với lại chiêu C trái rocket á, nên là nó bị cái lỗi này nè. Các bạn xem cái buồng lái đó nè, nó bị lúng xuống dưới nước luôn. Nói chung thì như các bạn thấy nãy giờ đó, cái lỗi này cũng khá là bí ẩn ha. Mình với Vidac vẫn chưa thể nào mà tìm hiểu sâu về nó được. Nên là nếu như bạn nào có thời gian mà tìm hiểu sâu về cái lỗi bung này á, thì các bạn có thể comment ở phía dưới phần bình luận cho mình biết nhiều hơn ha. Thì đối với lỗi tiếp theo, có vẻ như là các bạn đã quá quen thuộc với lỗ bung tàn hình của trái Tyrant hay là Kitsune đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách lỗ bung tàn hình mới nữa, đó chính là lỗ bung tàn hình bằng trái Mammoth. Thì cái lỗi này đặc biệt hơn, đó chính là nó sẽ tăng sức mạnh cho các bạn cực kỳ nhiều luôn, nhưng mà các bạn cần phải làm cực kỳ khó luôn nha. Thì cách làm cũng giống như là trái Tyrant hoặc là trái Kitsune thôi. Đầu tiên các bạn lấy ra cho mình trái Smoke nha, và sau đó thì các bạn kéo số 3 cho nó gần trái Mammoth tí, bởi vì các bạn cần phải làm siêu nhanh luôn nha, phải làm nhanh hơn trái Tyrant lại trái Kitsune luôn. Bấm chiêu V vào số 3 liền. Đó. Được kìa, anh tàn hình ơi. Ừ, thì bây giờ các bạn sẽ tàn hình luôn nha các bạn. Ok, hiện tại mình với Vidac đang tàn hình nha các bạn. Có vẻ là các bạn sẽ rất là khó thấy tụi mình. Đó, mình sẽ cầm vũ khí cho các bạn thấy nha. Thì đây mình sẽ so sánh hai cái kiếm với nhau nè. Nó các bạn thấy không? Cái tàn hình của con T-Rex á nó sẽ nhỏ hơn là cái tàn hình của con Mammoth rất là nhiều luôn. Hàng của châu Á, hàng châu Phi các bạn ơi. Và đương nhiên điều này đồng nghĩa với cái việc là cái tầm đánh của con Mammoth nó sẽ cao hơn con T-Rex rất là nhiều luôn nha các bạn. Nó nè. Em quýnh đi.
không tới đúng không? À còn anh Quýnh em nè, đó. Ôi. Đó thì cái này sẽ tăng hitbox cho các bạn rất là nhiều luôn, và thậm chí là con mammoth này nó sẽ giảm cái sát thương nhận vô cho các bạn luôn nha các bạn. Thì bây giờ các bạn có thể thấy đó, mình còn bự hơn cả T-Rex nữa, đó chính là lý do mà tại sao cái kiếm của mình nó lại to hơn mày nhúc nhích là tao bữa mày đó. Dạ dạ. Lần này tới lượt tao. Và đối với lobot tiếp theo, các bạn chỉ cần mua cho mình một chiếc thuyền nào đó các bạn thích là được. Em thích chiếc nào? Em thích chiếc của Beast Hunter. Ok, Beast Hunter. Sau đó thì các bạn lấy cho mình trái bottle nha các bạn. Trái bottle rồi. Đó, các bạn sẽ nhờ một người bạn lên ngồi. Đúng rồi, nhờ một người bạn lên ngồi trên cái thuyền, lái chỗ khác chống chống xíu ơi. Ra giữa biển đi, anh sẽ cho em một cái bất ngờ thật là lớn. Xuống ơi, xuống thuyền ơi, em đứng gần cái ghế nè. 3, 2, 1, vô. Ừ, đúng rồi kìa. Hay, có rồi, rồi, rồi kìa, rồi kìa. Ui, kìa, kìa, ui, kìa, ui, kìa, lên đây, ui, lên đây, lên đây. Ui, ui, what the hell. Lúc, cái lúc có lúc em ở dưới, lúc em ở trên. Em đang ở trong cái bộ tò luôn nè. Em đang ở trong cái cổng bộ tò luôn nè, bá đạo vậy. Quả ngầu. Ủa, cái thiền nó mất tiêu rồi. Em đi, không biết. Thiền đâu rồi? Ơ, về, về lẽ, về lẽ, về lẽ. Ok, đến với lỗ bung tiếp theo nha, em còn nhớ cái lỗ bung quay tay của cây sắc so không? Thì lần trước ạc anh không có nên bây giờ sẽ lấy cái ạc này, đó. Thì lần trước do ạc mình không có nên mình không có làm được nha, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm lại nè, đó. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần gỡ ra và dùng chiêu ít thiệt là nhanh nha. Dùng chiêu ít á, nè gỡ ra và dùng chiêu ít thiệt là nhanh nè. Gỡ ra dùng chiêu ít, đó. Ôi được rồi kìa. Đó, thì nó sẽ bị xoay 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 như thế này. Rồi, bước tiếp theo các bạn chỉ cần lấy một trái quỷ nào đó ra cũng được. Đó, lấy trái T-Rex đi cho nó sang. Rồi giờ thì ship lock lên và nhảy. Ui, ui. Đá kìa, nè anh giật lại nè, anh giật lại nè. Ui, nhanh kìa. Giật sao giật, anh bro vãi. Anh bro vãi, anh master cái lõi bùm rồi. Nè, nè, nè. Anh điều khiển được hay vậy. Thì nói chung cái lõi này cũng khá là dễ làm đúng không? Chỉ cần biết làm là được. Nói chung thì các bạn chỉ cần quen tay là làm khá là dễ thôi. Theo anh Phốp, theo anh nè. Let's go, về mansion nha. Thì đến với lõi bùm tiếp theo các bạn cần phải quay trở lại mansion, nơi mà có thể chuyển qua hải quân được á. Rồi sau đó thì các bạn lấy trái âm thanh ra cho mình nha, trái sau, đó. Rồi, lại ông này bấm vô, giữ chi dách và đổi trái quỷ khác. À, nhầm đỡ xe hải quân chứ lộn. Đó, thấy gì không? Thấy, thấy cái dòng năng lượng. Chuẩn. Đây, đây em có nè. Rồi, thử rồi, thử rồi, thử rồi. Đu. Đỉnh quá. Ô, anh giữ chưa vơi được luôn á, thảm hả ra chứ không mơ là còn full cầu luôn á. Đâu, 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 đâu. Giữ thử nha. Ừ, full cầu luôn. Thấy không? Thiệt. Ui, đỉnh vãi. Ê, nhìn ngầu vậy á. Có đạo, chìm chi xe. Thôi, chi xe anh nghỉ mất á. Ui. Cầu quá, cầu Discord. Nguyên cái sân khấu luôn, nguyên cái sân khấu luôn. Đến với album tiếp theo thì em biết chế lai nó có cái gì không? Có cái kiếm. Chọn sao biết hay vậy? Ok, như các bạn biết á thì chế lai nó sẽ có cái kiếm ánh sáng như thế này nha. Và nếu như mà các bạn cảm thấy quá ghét cái kiếm ánh sáng này, mặc dù thì nó cũng khá đẹp ha, nhưng mà nếu như mà các bạn không thích cây kiếm ánh sáng này á, các bạn chỉ cần đi lên đây đổi cái chiêu V của trái thôi, khó cần đổi. Ác này còn chưa thức tỉnh nữa. Các bạn chỉ cần nhảy xuống nước và sử dụng chiêu V V1 thì cây kiếm ánh sáng của bạn sẽ biến mất. Ờ, có chém được không? Em thấy này. Đương nhiên là chém được rồi. Lúc này thì nó sẽ quay về cái cây kiếm ánh sáng hồi phiên bản cũ nha các bạn. Ờ, bạn, ờ mấy nói luôn. Sao cái gì bữa nay anh thấy em cái gì cũng mới tính nói không nha. Không, em mới tính nói thiệt. Em biết trước thiệt em... được rồi, được rồi. Coi vậy đi. Thì như các bạn thấy đó, cái cây kiếm của chiếc Lai bây giờ nó sẽ chuyển sang cái dạng hồi xưa. Thì nếu như mà bạn nào thích cây kiếm ánh sáng của chiếc Lai xưa hơn thì các bạn có thể sử dụng cái lỗ bung này ha. Nhưng mà có điều khá bất tiện đó chính là khi mà bạn sử dụng mấy chiêu khác á thì nó sẽ hiện cái kiếm ra lại. Và mỗi khi nó hiện ra lại như thế này đồng nghĩa là các bạn phải nhảy xuống biển và xài chiêu V một lần nữa thì nó mới biến mất. Cũng khá đơn giản thôi các bạn. Ok, đến với lỗ bung tiếp theo. Em có biết cái lỗ bung mà Human bay không? Biết. Nhưng mà cái lỗ bung nó quá cũ rồi, hôm nay anh sẽ hướng dẫn em bay bằng một trái quỷ khác luôn nha. Rồi, hiểu đi. Rồi, đầu tiên em lấy trái Mochi ra cho anh. Hướng mặt lên trời như vậy, sau đó thì chạy chiêu C, đổi sang trái T-Rex nha. Lúc này em sẽ hướng cái mặt lên trời vậy, thấy không? Bước tiếp theo thì em đi tích thanh nộ T-Rex cho anh. Rồi, ra đây coi nè, ra đây coi nè, ra đây coi nè. Rồi, bây giờ em biến hình trái T-Rex nha. Là con T-Rex của em nó sẽ bị nhõng đầu như vậy nè. Rồi, em lấy trái quỷ ra, chỉ màn hình xuống dưới đất như thế này, coi nè. Ui không? Ừ nè coi nè coi nè coi nè coi nè đỉnh 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 nè 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 ôi ơi bay nhanh vãi luôn á nè 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 mà ổn định hơn cái trái mình. Đúng rồi, nó bay nó không bị giật. Để anh thử thách anh bay cái đảo bánh kẹo thử được không nha. Ôi không được rồi. Ui 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 chết 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 chết. Ok các bạn ơi, đến với lỗ bùng kế tiếp thì các bạn chỉ cần lấy ra cho mình trái bottle nha. Biết gì không? Để qua hao tịch cách sò rước với đắt. Thì cái hạt phụ này với đắt nó sẽ sử dụng trái Mochi V2 nha các bạn. Rồi, em biết lỗ bùng ở đó mà đúng không? Biết. Rồi bây giờ thì với đắt nó chỉ cần nhảy lên, xài chiêu ít cho người mình và ao ra thiệt là nhanh nha. Rồi, làm đi. Đó.
Đó, thì khi mà các bạn sử dụng cái lỗ boom này, nó sẽ tạo cái cục cầu trên không như thế này nè. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó chính là khi mà bạn biến hình trái human khổng lồ vô lại vô và cho người xài trái mochi làm y hệt như hồi nãy nữa, thì nó sẽ tạo cái quả cầu bự hơn như vậy nữa. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó chính là khi mà các bạn sử dụng trái mammoth. Ok. Rồi, dứt. Đó, thì các bạn thấy không, nó sẽ tạo ra ba cục cầu với ba kích thước khác nhau luôn. Và điều này đồng nghĩa với việc là trái mammoth thật sự tăng kích thước cơ thể của các bạn lên nha. Và tiếp theo, nếu như các bạn sở hữu tộc Human V4 thì đây chính là một lỗ boom dành cho các bạn. Bước đầu tiên các bạn chỉ cần đi farm cái thanh nộ để bật được cái tộc lên. Mày, rồi bật tộc lên. Sau đó các bạn nhanh chóng chạy về mansion cho mình nha. Let's go. Và đổi sang một cái tộc khác. Ôi, ok. Anh nghĩ là ui, gì? Nó hồi lại ba cái lần tóc biến cho anh luôn nè. Đu. Ôi, what the fuck. Đu. Đó, em cũng vậy đây nè. Đâu? Ui ghê đấy. Và cái này á, nó sẽ búp cho bạn vĩnh viễn luôn chứ không phải là có giới hạn thời gian như là tộc V4 của Human nha các bạn. À, thì sao hồi đứng đợi mà nó nhận ra một điều đó chính là cái này chỉ sử dụng được một lần thôi các bạn. Cũng xứng đáng đúng không Phúc? Hàng một lần cũng được. 3000 phát mình làm được lần cũng được. Ok, đó chính là tất cả lỗ boom của ngày hôm nay và bài học mình rút ra được đó chính là năm mới phải thiệt là vui vẻ nha. 3000 phát mình làm được lần cũng được. Rồi đổi lại không biết có đủ không nữa. Giờ các bạn chỉ cần đổi ra tộc của mình rồi sau đó làm lại cái thứ bung này thôi. Rồi BBB quá dễ. Rồi không ra tộc của mình luôn. Rồi không ra tộc của mình luôn. Quá đã, hết phát mình.